Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu K-Space đã được ship.vn mua tại Joma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Phần băng keo giấy vẫn còn rất là nguyên vẹn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn, mẫu mắt kính ngày hôm nay. Mình review đồng hồ khá là nhiều cho nên là mình hay nhầm lẫn. Ở nước ngoài thì họ rất là thường xuyên sử dụng băng keo giấy như thế này để có thể bảo vệ môi trường cho các bạn. Ở bên trong chúng ta sẽ thấy một chiếc bóc mắt kính rất là quen thuộc đến từ KBS với cái tông màu hồng và màu xanh rất là nổi bật như thế này. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái lớp, một cái đất giấy đệm gói này để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển và hóa đơn đến từ Yoma Shop. Nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Và đây, nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sẽ có một chiếc túi ni lông bảo quản bên ngoài chiếc bóc chính để tránh khỏi bụi bẩn cũng như là các chất lỏng nè. Và trên đây thì chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm như là tập đoàn Safilo Group và mã sản phẩm DANILLE-F và đó là mã sản phẩm các bạn nhé. Mã màu sẽ là 0807 Black, tức là màu khung đó các bạn. 4921145 là thông số kỹ thuật của mẫu mắt kính. Thì mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại iship.vn nhé. Còn bây giờ, đầu tiên là mình sẽ xin phép mình tháo cái lớp ni lông này ra vì ba đeo vào tay thì rất là trơn nha các bạn. Đây. Chiếc bọc chính rất là đẹp và cái màu sắc cực kỳ xinh xắn luôn, đến từ thương hiệu K-Space New York. Và đầu tiên mình giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này nhé. K-Space New York là một thương hiệu thiết kế thời trang cao cấp của Mỹ, được thành lập vào tháng 1 năm 1993 bởi Case & Andy Space và Jack Space là dòng sản phẩm dành cho nam của thương hiệu này. K-Space New York cạnh tranh với Michael Kors. Vào năm 2017 thì công ty này đã được mua lại bởi Tabby Dry-In, trước đây gọi là Cost In đó các bạn. Thì đó là cái thông tin tổng quan và ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong hộp. Có một chút đáng chú ý ở đây, đó chính là cái phần phía dưới đáy hộp này các bạn. Đây chính là logo biểu tượng của Skybet và họ trang trí khắp tất cả các hoa văn trên cái phần mặt đáy hộp này luôn, rất là ấn tượng. Bên trong đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cùng với đó là một chiếc khăn lau chuyên dụng để chúng ta có thể vệ sinh chiếc mắt kính nè. Và một lời chào đến từ thương hiệu KBS nằm ở phía dưới, so happy to see you. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nha. Chiếc mắt kính thì vẫn được bảo quản bên trong một chiếc túi ni lông nữa như thế này, rất là cẩn thận. Đây, mình sẽ mở ra nha. Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là một mẫu kính mắt nha các bạn. K-Space này họ bảo quản hai chiếc càng kính cho mẫu này khá là cẩn thận bằng hai cái lớp ni lông mỏng bọc hai bên càng kính luôn, bảo vệ tối đa cho cái phần mặt càng kính của chúng ta ở cả hai bên. Và mẫu này sẽ có tên đầy đủ là K-Space Cat Eye Woman Eye Glass, một mẫu kính mắt dành cho nữ giới đến từ thương hiệu K-Space. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 49mm và ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của iship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính nó phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt của mình, chi tiết hai bên thái dương nè, cũng như là cái phần phòng kính nữa. Đây là những cái yếu tố nó rất là quan trọng để các bạn có thể thứ nhất là lựa chọn được một mẫu mắt kính nó hợp gu thời trang, thứ hai là nó phải mang lại một cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn nhé. Về màu trong kính thì không có gì đáng nói ở đây. Đây là một màu trong kính demo. Vì đây là mẫu kính mắt thì chúng ta sẽ có thể thay thế trong kính theo cái nhu cầu hoặc là cái thẩm mỹ cá nhân của mỗi người. Về cầu kính thì chúng ta sẽ có là 21mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tới điểm kính này và điểm kính bên đây chính là phần cầu kính của chúng ta. Ở đây thì sản phẩm này mình thấy rất là rõ ràng rồi. Đây chính là phần cầu kính nè các bạn. Càng kính ở mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha.
Đây các bạn có thể thấy nè, hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước mã sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái, và tương tự như vậy trên mỗi sản phẩm ngày hôm nay cũng vậy. Bên trong chúng ta sẽ thấy nè, mã sản phẩm, mã màu 807 và 145 chính là độ dày càng kính, và sau cùng là dòng chữ titanium, tức là cho chúng ta biết là cái phần kim loại ở trên sản phẩm này là bằng titan, một cái vật liệu rất là cao cấp các bạn nhé. Phía bên càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu K-Space New York nè, và lời chào đến từ thương hiệu Luxo Happy to See You, họ in trên phần càng kính luôn, rất là ấn tượng. Phía sau cùng thì chúng ta sẽ có dòng chữ Made in China, chứ mắt kính này được hoàn thiện tại Trung Quốc. Và dạng khung trên mẫu này sẽ là dạng khung Cat Eye vô cùng thời trang, tức là dạng kính mắt mèo đó các bạn, một cái mẫu kính đang rất là được yêu thích trên thị trường mắt kính hiện nay dành cho các bạn nữ. Về màu khung thì chúng ta sẽ có màu vàng hồng phối với đường chân mày màu đen, như các bạn thấy, tạo thêm cái điểm nhấn cũng như là cái nét ấn tượng hơn cho dạng kính mắt mèo như thế này. Chất liệu khung ở đây sẽ là titanium. Và nói về titan, đây là một vật liệu siêu nhẹ, siêu bền, không bị ăn mòn và cũng rất là cứng luôn. Đó, đó chính là những cái ưu điểm vượt trội. Và phải nói về cái trải nghiệm đeo thì đó, cái khả năng siêu nhẹ của nó, trọng lượng của nó, đó là cái điều mà đáng nói nhất ở trên cái sản phẩm titan của chúng ta. Thì nó mang lại một trải nghiệm vô cùng nhẹ và cực kỳ thoải mái khi các bạn đeo nhé. Về thiết kế thì các bạn thấy từ hai bên càng kính là chúng ta sẽ có những cái chi tiết thiết kế rất là ấn tượng và cực kỳ đẹp mắt dành cho nữ luôn. Chúng ta sẽ có một chiếc càng kính vặn xoắn như thế này đây, và logo thương hiệu cũng được trang bị ngay trên phần thân càng, rất là sắc nét như các bạn có thể thấy nè. Đó, và phần tay kính này chúng ta sẽ thấy vô cùng nhiều tiên tuyến sẽ được trang bị trên phần tay kính này, tạo thêm cái điểm nhấn cũng như là cái nét ấn tượng hơn cho góc nhìn hai bên. Ở hai bên thì chúng ta đều sẽ có những cái chi tiết thiết kế này nha các bạn, rất là nổi bật luôn. Về phần chân gá mũi này, chúng ta sẽ thấy cái phần đệm mũi bên trong cũng vậy, sẽ là logo thương hiệu được đặt bên trong cái phần chân gá mũi này, rất là tinh tế. Đó. Và khi các bạn lựa chọn mua một chiếc mắt kính hàng chính hãng thì các bạn cần phải chú ý những cái chi tiết nó rất là nhỏ như thế này, và được hãng họ chăm chút rất là tỉ mỉ. Đó. Tất cả các chi tiết mình sẽ show cho các bạn xem nhé, từ phần khung kính nè. Qua cái góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung. Đây. Đó, tất cả các chi tiết đều còn cực kỳ hoàn hảo luôn. Khớp kính thì phải nói là cực kỳ chắc chắn ở cả hai bên. Này là khớp kính kim loại các bạn nha, ở cả hai bên còn cực kỳ chắc chắn luôn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Skybet nói chung, cũng như là mẫu kính mắt ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.